Rồi. Xin chào anh em và cảnh báo, một lời cảnh báo rất là chân thành cho những anh em dùng máy cũ, những người đã mua máy đời 2013, 14, 15, 16, 17 được 3 4 năm sử dụng được 3 đến 4 năm rồi. Hãy rất lưu ý về động cơ, kiểm tra ngay cái dây làm mát nước, cái ống nước làm mát nhớt của động cơ của máy gặt Kubota DC70 thôi anh em. Đây. Đây. Ống nước làm mát nhất của động cơ máy gặt Kubota DC70. Những máy nào mà mua từ năm 2013, 14, 15, 16, 17 được 3, 4 năm rồi thì phải kiểm tra kỹ cái ống nước làm mát nhất động cơ. Và mình sẽ quay sâu vào trong động cơ cho anh em xem. Anh là thợ máy, hai bàn tay trái sông, động cơ BDG1597, chữ D sau chữ B ấy, đó là nó được sinh năm 2013 thưa anh em. A là 2010, D thì nghiễm nhiên là 2013. Đây ạ, đây là cái dây nước làm mát ngay cái chỗ cái chân bắt lọc, nó là dây ống nước làm mát thưa anh em. Và anh em nhìn thấy không ạ, các cái dây ống nước này khi mà nó bục ra thì ôi thôi vô cùng nguy hiểm, thật sự nguy hiểm đấy. Mà chỉ cho anh em, cho anh em xem nó rất rất nguy hiểm nha thưa anh em. Và nhớ cho mạnh xem thật kỹ video này để biết được các cái cách đặt hàng cũng như là kiểm tra, còn cả cái dây ống từ két nước đến động cơ phía dưới gầm động cơ nữa cơ thưa anh em. Và đây, để đặt hàng được cái này chính hãng thì chúng ta vào website phụ tùng kubota.vn. Và cái cách vào đó thì rất là đơn giản, và anh em nhớ cho mạnh là những cái phụ tùng quan trọng thì hãy đặt hàng chính hãng về dùng cho nó được lâu bền thưa anh em. Thưa anh em, để kiểm soát nhiệt thật tốt thì đồng hồ nhiệt luôn luôn là một thứ để chúng ta biết được nhiệt độ của động cơ nó là đang là bao nhiêu, và chúng ta cần phải đi nhanh hay đi chậm, hoặc là dừng lại kiểm tra cái gì khi mà thấy cái kim nhiệt này nó vọt lên thì chúng ta biết ngay. Và đồng hồ nhiệt nó đo chính xác được nhiệt của động cơ hiện tại nó đang ở mức độ nào, để chúng ta có cái cách phòng bị nó và chủ động nó. Nếu như chờ cái đèn cảnh báo nhiệt nó sáng thì đã 115 đến 120 độ nó mới sáng, thì lúc đó cái máy cực kỳ nóng và vô cùng nguy hiểm đó. Chúng ta chỉ cần quên đi trong vòng 1 phút thôi là cái máy nó xịt khói bùm, thì lúc đó chỉ có tháo động cơ, chỉ có sửa chữa rất là lớn thôi. Chính vì thế mạnh luôn luôn giới thiệu cái đồng hồ nhiệt này đến anh em, và rất nhiều anh em đã lắp đồng hồ nhiệt và có hiệu quả cực kỳ cao, chạy cực kỳ tự tin. Và mạnh bán với giá là 585.000 đã bao gồm phí vận chuyển đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt, anh em không hề phải mua thêm bất cứ một cái gì cả. Anh em hãy nhắn tin cho mạnh hoặc truy cập website phụ tùng kubota.vn, hoặc nhắn tin cho mạnh qua số điện thoại 0398490986, Zalo, Facebook và số điện thoại trực tiếp, địa chỉ tên người nhận là mạnh sẽ gửi cho cái này. Giá 585, đầy đủ phụ kiện kể cả ốc bát mọi thứ. Và hãy xem video cách lắp đồng hồ nhiệt của mạnh để biết thêm các cái chi tiết cụ thể về cái cách lắp rất rất đơn giản, ai cũng có thể lắp được. Hy vọng đồng hồ này sẽ mang đến cho anh em cái sự kiểm soát nhiệt thật sự tốt để máy của chúng ta bền lâu hơn và hiệu quả hơn. Và thưa anh em, đây là ống nước mà từ gầm động cơ, ống nước từ két nước mà trở về động cơ là những ống nước to này. Ngoài ra, như anh em vừa thấy video của mạnh là một số các ống nước nhỏ để làm mát nhớt, nó vô cùng nguy hiểm nếu như mà những cái máy nó đã cũ rồi, hoặc là chuột cắn, hoặc là chúng ta lâu ngày không kiểm tra nó bị lỏng, bị cứng, bị nứt thì quá nguy hiểm cho cái động cơ, và cái động cơ nó xịt nước ra một cái là thật sự là toang. Và mạnh đã gặp quá nhiều trường hợp như vậy, nên là rất mong anh em hãy bảo vệ lấy cái động cơ của mình. Động cơ là trái tim của cái máy, và nhớ là phải thường xuyên kiểm tra và thay những cái đường ống nước như thế này nếu như mà động cơ của chúng ta đã già cũ. Và cái cách vào như sau: vào bằng điện thoại thôi, vào website phụ tùng kubota.vn như thế này. Anh em để ý cái màn hình điện thoại mình sẽ để phía này cho anh em xem, và bấm vào phần máy gặt. Sau đó chúng ta, nếu như là máy gặt 70 thì chúng ta bấm vào máy gặt 70, 60 hoặc 35 thì bấm vào 60, 35 hoặc 93, và vào phần máy gặt 70. Vào phần đó rồi chúng ta vào phần động cơ là chúng ta sẽ thấy, thưa anh em, vào phần động cơ này là chúng ta sẽ thấy được cái hệ thống ống nước làm mát cũng như tất cả các cái
phụ tùng phụ kiện của máy gặt Kubota rất là đầy đủ và chính hãng nhé thưa anh em. Chúng ta vuốt lên chúng ta sẽ thấy, mình sẽ tìm cho anh em thấy một số các đường ống làm mát nhớt, một số các đường ống làm mát nhớt. Đây là bộ lọc nhớt này, que thăm nhớt, tất cả mọi thứ đều có thưa anh em, tất cả mọi thứ luôn đều có rất là đầy đủ. Đây chúng ta cứ vuốt lên chúng ta tìm tìm thấy đúng cái vị trí đó là nó sẽ chuẩn, nó sẽ rất là chuẩn đây ạ. Đây ví dụ như chỗ này nó có một cái đường ống hồi thì chúng ta không tính, chúng ta vuốt tiếp này, vuốt tiếp. Đây là ống của turbo này, ống hút gió của turbo này, ống làm mát nhớt này. Đây là thưa anh em, đây là ống làm mát nhớt này, bình giảm nhiệt dầu, nó nằm ngay ở cái đế lọc đó, đó là cái két làm mát nhớt của bôi trơn động cơ đây ạ. Nó có hai cái ống số 030 và số 060. Vậy thì chúng ta chỉ cần xem nó 030 nó bao nhiêu tiền. Thì anh em 030 có 130.000 thôi. Chúng ta chọn mua thêm vào rõ hàng một cái. 060 chúng ta có 162.000 thôi. 130.000 162.000 đó là hai cái ống làm mát nhớt mà ở đầu video mình có quay cho anh em. Và tiếp tục khi mà chúng ta tìm được hai cái ống đó rồi, vậy thì tìm những cái ống lớn thì tìm ở đâu? Chúng ta quay ra và chúng ta sẽ tìm ở phần hệ thống nước làm mát. Đây, hệ thống nước làm mát ngay phía dưới. Đây ạ, mình sẽ tìm cho anh em xem. Đây cái két nước này, có nắp két nước số 020 này. Đó. Số cái nắp két nước có 394.000 thôi. Và chúng ta tìm tiếp đây. Nó có hai cái ống nước số 010 và 020. 010 là ống động cơ chảy về phía trên của két nước, còn số 020 là ống từ két nước chảy vào động cơ. Và cái giá của nó, số 010 có giá là 376.000. Chọn mua này. Cái 020 là ống từ két nước để vào làm mát động cơ là 405.000. Thưa anh em, tổng cộng cái này chúng ta trên vút xuống một chút, chúng ta bấm một chữ rõ hàng là chúng ta sẽ thấy này, các cái thành phần hàng của mình nó nằm ở đây. Tất cả chỉ có 1.073.000 thôi. Thật ra tiền triệu nó đã là rất to, nhưng mà nó cũng không bằng, không đáng gì so với cái độ đắt của cái động cơ cũng như là cái độ quan trọng của động cơ mà chúng ta làm 3-4 năm chúng ta mới phải thay. Thì đáng giá, mạnh nghĩ là đáng giá của nó để đầu tư những cái hàng chính hãng. Và khi mà anh em mà đến đây rồi, đến bước này rồi, chỉ cần nhấn vào nhập thông tin và chọn tên khách hàng thôi, ABC gì đó, địa chỉ, nhấn địa chỉ rất là cụ thể nhé. Và số điện thoại, đặc biệt là số điện thoại là phải nhấn số điện thoại đúng. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại đơn hàng lần cuối. Chúng ta sẽ lựa chọn một là chuyển khoản, hai là thanh toán khi nhận hàng. Với hình thức chuyển khoản thì cái chi phí vận chuyển nó rất là thấp. Và nếu như chúng ta chọn cái thanh toán khi nhận hàng thì cũng ok. Nhận hàng, kiểm tra mới phải trả tiền. Nhưng mà cái chi phí vận chuyển thưa anh em là nó hơi cao một chút, bởi vì nó còn bù thêm cái phí thu hộ của cái hãng vận chuyển nữa. Đây ạ, chúng ta nhấn vào chữ đặt hàng. Đấy, nếu như mà chúng ta đặt hàng thì nó sẽ hiện ra cái hệ thống ngân hàng, và đó là cái tài khoản của Mạnh để cho anh em dễ giao dịch, và Mạnh sẽ là người kiểm soát cái hệ thống mà chạy hàng và các cái đơn hàng đó cho nó chuẩn, để giúp cho anh em có thể đặt được những cái hàng chính xác và có thể tư vấn ngay và luôn cho anh em, để cho anh em có cách sửa chữa tốt hơn và hiệu quả hơn khi mà chúng ta mua hàng ở trên website phụ tùng kubota.vn. Và thưa anh em, đó là cái cách đặt hàng rất là đơn giản trên website phụ tùng kubota.vn. Hy vọng rằng anh em nào cũng có thể truy cập được cái website này để mà đặt hàng những cái phụ tùng chính hãng, được các cái tiện ích cực kỳ tuyệt vời của hãng Kubota. Anh em hãy nhắn tin cho Mạnh hoặc truy cập website phụ tùng kubota.vn, hoặc nhắn tin cho Mạnh qua số điện thoại 0398490986, Zalo, Facebook và số điện thoại trực tiếp, địa chỉ, tên người nhận là Mạnh sẽ gửi cho cái này. Giá 585, đầy đủ phụ kiện kể cả ốc, bát, mọi thứ. Và hãy xem video cách lắp đồng hồ nhiệt của Mạnh để biết thêm các cái chi tiết cụ thể về cái cách lắp rất rất đơn giản, ai cũng có thể lắp được. Hy vọng đồng hồ này sẽ mang đến cho anh em cái sự kiểm soát nhiệt thật sự tốt, để máy của chúng ta bền lâu hơn và hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau.